Chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục ha xây dựng cái menu, cái ta là cái thằng thực đơn đó, giống như là bữa là mình đã nói. Tiếp tục cái bài 2.5 để hoàn chỉnh cái website của mình. Thì cái thực đơn, thì khi mình quan sát cái thực đơn mình phân tích đó, thì nó giống như là làm cái gì ạ à? Cái thành phần của cái sản phẩm mới, tức là ở đây người ta chia đều làm ba cụm, cụm thứ nhất ha là một cái deep. À, cái deep này nó có hình ảnh ha, chúng ta chèn cái background cho cái deep. Thứ hai, cái deep bên phải chúng ta chèn qua bên phải một hình ảnh, và cái deep chính giữa nó chứa cái gì, nó chứa cái tắt điều hướng và nó sẽ có một hình ảnh để nó lúp ra, lúp đều qua bên đây. Thì để bắt đầu chúng ta làm thì các bạn phải mở ra lại cái bài tiếp tục, cái bài index mà chúng ta thường thường sử dụng. Đây, bây giờ trên cái phần phân tích, sau khi phân tích xong thì bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành chúng ta làm. Thì bây giờ chúng ta bỏ bên trái, bỏ bên phải và chính giữa là center, thì giống như mình đã phân tích các bạn. Thì cái menu của mình đây. Rồi bây giờ mình cho một cái div vào đây. Rồi thì trên cái div này bây giờ mình đang dùng cái thuộc tính style. À, cái style thì trên cái style này đầu tiên mình load cái hình nền cho nó, background URL. Thì bây giờ mình lấy cái hình nào ạ? Ở đây mình nhớ mình lấy cái hình là border left 1 nó 20 ha, và cao là 5 50 phù hợp. Tại giờ cái của mình ở đây đó, cao trên cái menu này nó cao là 50, thì lúc này mình lấy đúng cái hình của nó, và lúc này mình bắt fit cái hình vào cho cái background này ha, cho cái đối tượng deep này. Thì thông qua cái nhất mình có lép không ạ? À, cái hình nằm bên trái trái và là ở ở trên. Nó cũng là không có lúp, tức là no no repeat. Xong một phần. Thứ hai thì cái deep này á, là cái độ rộng nó là bao nhiêu, cái width mình cũng cho nó 20 20 pixel. Rồi cái hai của nó là bao nhiêu ạ? À, cái hai của nó mình cho nó là 50 50 pixel. Và cái điều quan trọng là cái deep này nó phải nằm bên trái, tức là mình sử dụng cái thuộc tính load load left. Rồi bây giờ mình chạy ra mình coi nha các bạn. À, mình có được một cái deep nó nằm bên trái bên đây. Rồi thì vấn đề là bây giờ mình phải kiếm thêm một cái deep nữa, nó nằm nằm bên phải. À, mình lo cái deep bên phải. Rồi mình copy xuống nha các bạn. Rồi thì ở đây mình cho nó là bên bên right. Ở đây mình sẽ dùng những cái hình đó là hình right. Và ở đây mình sẽ load là load right. À, đầu tiên mình load right cho các bạn coi ha. Rồi mình có cái hình, hai cái hình mình bắt bít vô trái rạc. Rồi bây giờ vấn đề là bây giờ mình phải có một cái hình để nó lúc từ đây qua đây, để nó che phần bên đây ha. Còn cái border này qua máy tính ha, cái border này chính là cái phần ở trên cái menu của mình đó, đó à. Tức là nó có cái border, mình sẽ bỏ cái border đó đi, tức là cái phần này là mình cho nó là bằng bằng không, border sẽ bằng không. Rồi bây giờ mình sẽ thấy cái website của mình. Bắt đầu mình như bắt vít nha các bạn ha, bắt vít từ đây qua đây là mình có một cái deep để mình đổ vô. Thì đây là cái deep mà bằng nội dung mình đang chèn vô đây. Rồi ở đây mình sẽ là gì, sweep deep. Trên cái deep này mình dành cái gì à? Cái thuộc tính style ha. Trên đây nó có cái lại lấy cái background URL, nên mình sẽ lấy cái thằng BC1 tức là 20 nhân cho 50. Rồi, bây giờ mình có repeat không ạ? À, chắc chắn là có repeat, mà repeat theo cái tọa độ là x ha. Khi mình repeat x này á thì mình lưu ý cái điều lưu ý mà thầy muốn nói này, các bạn thấy không ạ? À, này nó repeat ra thì trên cái deep này á mình phải khống chế lại cái chiều cao của nó đó. À, cái hai của nó là bao nhiêu, cái hai của cái deep này là bao nhiêu ạ? À, 5 50 pixel.
Rồi, đấy là 50 sao. Khi khi mà nó mới giật, đúng không ạ? Nó giật, nó cho chàng. Tại vì bản thân cái điếp, nếu mình không chế, không chế cái quyết á, cái điếp này nó sẽ tràn ra đây. Tràn ra. Ở đây mình bắt buộc mình phải khống chế cái quyết của nó. À, cái quyết của nó là bao nhiêu ạ? À? Bây giờ thầy trò mình cùng tính nha. À, ở đây là 20 rồi. Ở đây 20 là 40. 40 thì chiều dài của trên đây là 909. Thì 909 trừ 40 nó sẽ còn ra là 950 pixel, tức là 950. À, 950. Khi mà đưa cái ví là 950 rồi á, thì ở đây mình chỉnh lại ngay chỗ này là lót lót lép. À, nó vượt qua anh đây, các bạn thấy không ạ? À? Có một cái sự cố nhỏ nhỏ nằm ở chỗ này. Rồi, chúng ta tục thì cái deep này nè, chúng ta cũng phải là có cái thuộc tính là lót gì? Lót lép. À, lót lép. À, chúng ta thấy chúng ta tạo được cái này rất là đẹp, cái menu rất là đẹp. Và phần bên trong này là chúng ta sẽ bắt đầu làm cái thanh điệu điều hướng. Chúng ta sẽ nhúng những cái tắc A vào trong đây. À, và ở đây thầy sẽ sử dụng, các bạn dùng cái tắc Uli để chúng ta làm cho nó đẹp. Rồi phần kế tiếp ở đây là các bạn thấy nè, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh thêm một cái nữa, tức là cái lay 2 của nó. À, cái thuộc tính này quen không ạ? À? Lay 2 bao nhiêu ạ? À? Lay 2 là 5 50 pixel. À, nó canh ngay đây, canh ngay đây, đúng không ạ? Rất là đẹp ở đây. Rồi sau khi chúng ta có cái menu rồi thì bây giờ chúng ta sẽ còn làm cái thanh điều hướng. Thì bây giờ thầy sẽ chỉ các bạn cái phần trung tâm này. Ở đây mình sẽ tạo ra cái tắc, là đầu tiên là tắc U an là tắc O an là đều được hết. U an là thì mỗi U an là ở đây á, là chúng ta bỏ vào đây là cái tắc gì ạ? À? Tắc ly. À, ở đây chúng ta cho nó một cái ly. Ở đây chắc chắn là phải là xuyệt gì, à, xuyệt ly. Thì tương tự, à, để cho nó xuống hàng cho nó dễ quan tâm dễ làm hơn. Ở đây là ly. Rồi, ở đây chúng ta sẽ xuyệt ly, kết thúc của cái ly. Rồi các bạn cứ enter xuống hàng bình thường ha, cho mình dễ nhìn nhận ra mình làm được. Bạn thấy không ạ? Bây giờ chúng ta chạy lên chúng ta coi ha. Rồi, nó hơi thô phải không các bạn? Nó hơi thô ha, nó chạy xuống tới đây lần nè, thấy không ạ? À, chúng ta phải chỉnh thêm một số cái thuộc tính. Bước 1, ở đây chúng ta sẽ dùng cái thuộc tính style. Thì trên đây cái list style á, nó có một cái thuộc tính list style, chúng ta chọn chức năng là gì? À, non là một ha. Rồi, cái phần thứ hai và cái padding của nó, à, chúng ta không lấy gì hết, tức là không pixel. À, cái margin tức là cái lề trong và lề ngoài chúng ta cho nó là không pixel hết. Rồi, nó khích lại để chúng ta tự làm. Rồi chúng ta thấy chưa? À, nó nằm ở đây. Rồi và dịp kế tiếp ở đây thì giờ chúng ta chỉnh vô cái ly ha. Cái ly chúng ta sẽ xài cái thuộc tính đầu tiên là chúng ta cho nó lót 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 lét. Tất cả bên trái. Tất cả bên trái. Rồi chúng ta ôm cái này vô. À, sau này mình làm dữ liệu đó các bạn, thì ngay cái phần menu này mình không có làm từng một mà mình default và mình sử dụng cái last của nó ha, mình không có viết dài. Sau khi mình làm cái bài set hết rồi á, mình viết lại nó đẹp hơn. Rồi các bạn thấy nó canh ngay chưa ạ? Rồi sau khi nó canh ngay rồi, bây giờ chúng ta làm gì ạ? À? Chúng ta tách nó ra.
nào, tách nó ra cho nó hở ra cho nó đẹp. Và trên cái phần này nếu mà các bạn để ý là nó có lót một cái hình nền nằm ở đây, thấy không ạ? Nó có lót một cái hình nền nằm ở chỗ này nè. Thì chúng ta sẽ lót một cái hình nền, mà cái hình nền đó chính là chúng ta lấy ở trong cái phần cái dữ liệu web của chúng ta, tức là cái hình quên xin lỗi nha, tôi mở lộn, đó là cái hình MP03. Đây, cái hình nền này đây, chúng ta sẽ lót cái hình nền để cho nó có cái dấu phân cách giữa các cái thành phần của menu. Rồi bây giờ trên cái lót lép này á, chúng ta chỉnh cái gì nữa để cho nó hở ra các thành phần với nhau. Thì trong cái margin, thì ở đây cái margin rep tôi đẩy nó ra trước, ở đây tôi đẩy cho nó khoảng độ 20 pixel, 20 pixel, tức là nó canh cái vị trí của thằng trước với thằng sau ha. Đẩy trước, đẩy ra. Rồi bây giờ mình coi lại coi nó đẩy chưa ha, nó đẩy các thành phần này, lép này đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra. Rồi, thì các bạn thấy nó đang đẩy ra đây, đẩy ra rất là đều ở chỗ này, nó à. Bây giờ mình lót nền cho nó ha, lót nền thử ra. Mà cái nền này á, mình lót bằng cái thuộc tính gì à? À, cái này mình tab vô đi, ha, cho nó dễ quan tâm hơn. Rồi, bây giờ mình thêm một cái thuộc tính nữa, tôi lót nền. À, đó là cái tuyển background. Background. Bây giờ tôi lấy cái hình ảnh 03 hồi nãy thông qua cái tuyển URL. Rồi đứng đây chọn bấm cái chữ hình mây, hình mây. Rồi mây 03 nó nhảy tới đây. À, nó là 2 và 50. Thấy không ạ? À? Background URL đây. Rồi. À, các bạn cứ đưa vô, nhưng mà bây giờ á, trên này á, là mình canh nó ở đâu? Canh ở right. Canh bên phải ha. À, top. Rồi nó không cần repeat, tức là ở đây mình nói là no repeat. Nếu cái này các bạn mà để repeat á, nó lập cái che cái màu của mình. Đây mình cắt dấu thôi. Làm nó thành phần ngăn cách. Rồi các bạn mới copy cái đoạn mà mình vừa làm đó. Các bạn dán xuống cho từng cái style của cái ly. Rồi chúng ta save lại các bạn, và chúng ta chạy lên chúng ta coi. Rồi thì các bạn thấy nè, đây là tại vì phần bên trong nó khít nè, thấy không, thấy nó khít không, nó khít nè, khít nè, khít nè. Giờ chúng ta muốn giãn cái phần bên trong ra ha, là giãn cái phần bên trong ra. Thì trong cái phần bên trong này á, thì chúng ta sử dụng ở bên trong là cái gì ta, padding hay là marking ta? À, chúng ta sử dụng cái padding. Rồi padding đầu tiên á, là chúng ta để 0 pixel, tức là top và bottom. Rồi phần ở bên trái bên phải cũng cho khoảng 20 pixel. Copy luôn cái dấu chấm phẩy này luôn. Rồi, dễ không? Quá dễ phải không các bạn? Bây giờ mình refresh lên mình coi nha các bạn ha. Rồi, thầy có dễ chỉnh sai à? 20 à, coi chừng lộn ở đây, thầy không có dấu phẩy à, thầy lộn rồi. Nó chỉ vậy thôi ha. Thầy lộn rồi. Rồi, thấy cách ra chưa? Cách ra, cách ra, cách ra. Đúng không ạ? Còn đây là giờ chúng ta bỏ tắt A, bỏ tắt A và chúng ta chỉnh lại cái phông của cái tắt A. Rồi khi bỏ tắt A thì chỉ các bạn dùng một cách nhanh ha. À, vậy đây rồi chúng ta bật chuột phải ra, nó có một chức năng là insert tắt. Thì đây chúng ta chọn cái tắt A rồi chúng ta insert. Thì trên hiện giờ nó có href, chúng ta có thể liên kết đến một cái trang nào đó bằng công cụ là browse. Browse lên chúng ta liên kết đến cái trang của chúng ta. Còn nếu như là chúng ta không có, còn cái target là nãy mình có nè, đúng không ạ? Mình chọn nó mục nào nè. À, thì hiện giờ mình chưa có thì mình liên kết thăng. Rồi ok, à, nó bỏ vô các bạn thấy không ạ? Rồi lại chọn cái tiếp tục ra đây. Rồi chúng ta lại insert cái tắt A và chúng ta cho nó cái dấu thăng. Ok, lần lượt các bạn chọn hết mấy này đúng không? Rồi các bạn insert đây, các bạn cho nó cái tắt A.
Rồi, ok. Rồi giờ chúng ta close nó lại, chúng ta đóng nó lại để chúng ta kiểm tra cái kết quả ở chỗ này ha. Để chúng ta phải lưu cái bài lại một cái rồi chúng ta mới qua đây chúng ta kiểm tra nó. Rồi chúng ta cộng. Đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ trên cái bài này á thì các bạn thấy nó chữ màu màu trắng, đúng không? Chữ màu trắng. Vậy ai sẽ làm chữ màu trắng? Cái A này nó sẽ làm. Thì trong cái style style ở đây tôi sử dụng cái color, thì cái color này nữa tôi cho nó màu màu trắng là màu ha. Rồi có thể là in đậm không ạ? Rồi ở đây mình lấy nhẹ nhẹ thôi, khoảng độ 800 pixel. Và ở đây á thì khi mình làm như thế này thì các bạn view lên, các bạn xem kiểm tra coi kết quả ở đây. Rồi các bạn thấy nếu mà các bạn muốn bỏ cái đường gạch dưới của nó đi, bỏ đường gạch dưới thì ở đây bữa là thầy có nói rồi, tức là nó thông qua cái thuộc tính là test decoration, các bạn chọn chức năng là nó. À đẹp chưa à? À cái giao diện mình bắt đầu là đẹp, quá đẹp quá mà, quá đẹp. Rồi bây giờ vấn đề là còn lại là chúng ta copy và chúng ta bỏ vào trong những cái tắt điều hướng, à sau này chúng ta học setup thì chắc chắn là chúng ta viết sẽ đẹp hơn và những cái thành phần này nó sẽ không thấy ha, không có viết ở trên toàn những cái trang, thì cái này nó gọi là inline inline setup. Rồi cái vấn đề là ở đây chúng ta viết sai, thành thử ra nó dăng ra cái dòng này ha, nó bị lỗi, thì chúng ta phát hiện nó nằm ở chỗ nào để chúng ta lỗi ở chỗ đó, nó rất là nhiều ở đây. Tôi coi ở chỗ nào mà nó dăng ra. À lúc mình copy á các bạn thì nó dư cái dòng ở đây. Mình xóa cái dòng này đi. Rồi thì mình chạy lại website, mình coi cái website mình. Rồi xong. Đây hoàn chỉnh một cái website các bạn thấy không ạ? Đây là website của cái bài tập số phần 2, tức là chúng ta làm quen với những cái thẻ của HTML. Để áp dụng vô những cái thẻ mà chúng ta đã học thì tôi đã quay được cái bộ phim từ bài 2.1 cho tới bài 2.5 để hoàn thành cái kết quả của HTML. Thì hôm sau tôi sẽ quay về cái nói về cái chuyện là CSS chúng ta không để ở đây nữa, chúng ta sẽ đưa vào một cái tập tin để chúng ta định dạng cái cho nó đẹp hơn, nó không bị rối ngay chỗ này, đúng không ạ? Các bạn làm như vậy các bạn thấy nó rất là rối, đúng không? Thì ở đây giống như mọi lần thì có cái gì mà thắc mắc á ha, thì các bạn có thể gửi mail về cho thầy thông qua cái địa chỉ ở đây. Thì mọi mọi thắc mắc các bạn cứ nêu lên, đặt vấn đề với thầy thì thầy sẽ trả lời các bạn. Chúc các bạn làm tốt nha.